Kính chào quý vị và các bạn, đây là bản tin Hải Phòng kết nối, nơi mang tới những thông tin nổi bật từ các tỉnh thành trên cả nước. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với xa lộ tin tức. Thưa quý vị, cùng với các dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh, trên công trường thi công những dự án do các địa phương làm chủ đầu tư cũng diễn ra sôi động ngay từ những ngày đầu năm, qua đó sớm hoàn thành và đưa các công trình vào sử dụng, tạo hiệu quả nguồn vốn sau đầu tư, ghi nhận tại thành phố Cẩm Phả. Theo kế hoạch nguồn vốn đầu tư công, đầu năm 2024, Cẩm Phả được giao tổng vốn gần 400 tỷ đồng. Thành phố cũng đã hoàn thành phân bổ 100% kế hoạch vốn tới từng dự án ngay từ cuối năm 2023, trong đó phân bổ gần 360 tỷ đồng, tập trung thi công các dự án chuyển tiếp còn dở dang và gần 40 tỷ đồng thành quyết toán các dự án hoàn thành. Để đảm bảo kế hoạch giải ngân và hoàn thành dứt điểm các dự án dở dang đưa vào phục vụ nhân dân, thành phố yêu cầu các đơn vị nhà thầu tăng tốc triển khai thi công ngay từ đầu năm, đầu tháng của năm mới 2024, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp trên cơ sở cân đối nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thành phố Cẩm Phả cũng tập trung hoàn thiện các thủ tục, đảm bảo điều kiện để khởi công mới một số dự án trong năm 2024. Trong năm 2023, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã phát hiện xử lý 1.334 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tổng số tiền xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước trên 53 tỷ đồng. Đã khởi tố điều tra 34 vụ, 38 bị can, xử lý vi phạm hành chính 1.300 vụ. Trong đó, số vụ vi phạm về hàng cấm, hàng nhập lậu 95 vụ, số vụ vi phạm về gian lận thương mại 1.170 vụ, số vụ vi phạm về hàng giả 35 vụ, tổng số tiền thu nộp ngân sách trên 53 tỷ đồng. Dự báo, với sự phục hồi kinh tế tốt, nhu cầu tiêu dùng tăng cao thời tiết trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, để ổn định thị trường, đấu tranh quyết liệt với tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các lực lượng chức năng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo nhóm nhiệm vụ được giao, triển khai nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Chú trọng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm về an toàn thực phẩm, hàng hóa giả mạo, nhãn mác, xuất xứ Việt Nam, đặc biệt là các vi phạm có thể xảy ra trong hoạt động thương mại điện tử cần được quan tâm và xử lý kịp thời. Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do tác động của suy giảm kinh tế toàn cầu, tỷ lệ doanh nghiệp của Bắc Giang có kế hoạch tăng quy mô sản xuất, kinh doanh vẫn ở mức cao, đạt 58%. Khảo sát đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố DDCI cho thấy doanh nghiệp đánh giá cao các giải pháp của tỉnh trong hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là việc kiểm soát tốt giá nguyên nhiên liệu, hàng hóa, chi phí vận chuyển. Bên cạnh đó là sự đồng hành của chính quyền các cấp trong thực hiện giải phóng mặt bằng, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự. Các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tìm kiếm cơ hội, đầu tư cũng được tăng cường. Qua đó đã tạo niềm tin để doanh nghiệp tiếp tục lên kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh. Những khó khăn mà cộng đồng doanh nghiệp mong muốn được tháo gỡ thời gian tới đó là gia hạn nộp thuế, gia hạn thanh toán tín dụng và mức lãi suất ưu đãi đặc thù. Các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe đang điều chỉnh tình huống trên phần mềm mô phỏng dự kiến áp dụng cho sát hạch lái xe từ ngày 1 tháng 2 tới. Cục Đường bộ đã điều chỉnh lại đồ họa một số tình huống có ảnh mờ, độ phân giải thấp, nâng cao chất lượng hình ảnh để người học dễ nhận diện tình huống. Với phần mềm phục vụ thi sát hạch, cục điều chỉnh tăng thời gian đếm ngược giữa các tình huống từ 3 giây lên 10 giây để học viên có thêm thời gian chuẩn bị. Điều chỉnh không cho nhấn đúp vào phần video. Khi mở phần mềm thì giao diện chiếm toàn màn hình. Phần mềm ôn tập cũng được bổ sung và hiển thị tên của từng tình huống để người học nhận biết. Bổ sung các nút cho phép chuyển sang các tình huống trước sau, hiển thị thanh và cờ chấm điểm cho từng tình huống. Phần thi thử được thiết kế giao diện như khi thi sát hạch để học viên làm quen. Viêm phổi không điển hình là một trong những dạng viêm phổi mà trẻ thường hay gặp nhiều nhất. Hầu hết, bệnh nhân đều bị ảnh hưởng ít nghiêm trọng hơn so với những triệu chứng của viêm phổi do nhiễm virus hợp bào hô hấp. Tuy nhiên, nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ. Đa số viêm phổi không điển hình ở trẻ em sẽ có giai đoạn tiền triệu chứng, bằng chứng viêm đường hô hấp. Trẻ em bị viêm phổi có thể bị sốt cao, sốt liên tục từ 39 đến 40 độ. Ngoài ra, trẻ còn có thể ho nhiều,
ho thành cơn, ho khan khản tiếng đi kèm khó thở, thở nhanh gấp gáp. Những trẻ lớn có thể có cảm giác đau ngực, đau đầu, đau cơ, cứng cơ. Ngày thứ 10 của cháu ấy thì là cháu hơi sụt xịt mũi ấy. Sang ngày thứ 12 ấy, thì cháu có tiếng ho thì em cho cháu vào viện. Vậy là vào đây thì các bác chuẩn đoán là cháu bị viêm phổi ạ. Đối với viêm phổi không điển hình, phương pháp chụp X-quang thường đem lại kết quả chẩn đoán khá chính xác. Do viêm phổi không điển hình thường có kết hợp tổn thương ngoài phổi như tổn thương gan, lách hay cơ tim, tổn thương màng phổi, nên hình ảnh X-quang cũng giúp nhận diện và phân biệt viêm phổi với các bệnh hô hấp khác như viêm phế quản cấp. Trẻ nhỏ dưới 3 tháng, đặc biệt là sơ sinh hoặc những cái trẻ đẻ non ấy, thì biểu hiện không rõ ràng, diễn biến nhanh và dẫn tới tử vong rất là nhanh. Thế thì những cái bạn đấy chúng ta phải chú ý, những cái dấu hiệu nguy hiểm toàn thân của các bạn ấy là chúng ta phải cho đi viện ngay. Ví dụ ho hơi sâu một chút, thứ hai nữa là nhiệt độ trên 37 độ 5, thứ ba nữa là bú kém hơn bình thường, và thứ tư nữa là bạn cứ ly bì. Khi thời tiết thay đổi đột ngột, quá nóng hay quá lạnh là thời điểm dễ phát sinh bệnh nhất. Đặc biệt những căn bệnh về đường hô hấp mà thường gặp nhất là ở trẻ em, người già và người có nhiều bệnh nền, giảm sức đề kháng. Chính bởi vậy, việc phòng bệnh, phát hiện và điều trị sớm bệnh sẽ giúp bệnh nhân không phải điều trị dài ngày, tránh được những biến chứng nguy hiểm sau này. Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã chủ động, sáng tạo trong triển khai các phong trào thi đua, điển hình như phong trào dịch rào hiến đất hay cuộc thi cổng đẹp rào xanh. Thông qua các hoạt động này đã góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, bảo vệ môi trường vì Nghĩa Đô xanh, sạch đẹp trong lòng du khách. Tiên phong tham gia cuộc thi cổng đẹp rào xanh, bức tường rào bằng gạch đã được gia đình ông Nguyễn Văn Bốn thay thế bằng vật liệu tre nứa, cổng ốp gỗ có mái tre lợp bằng lá cọ, vừa tạo cảnh quan thân thiện với môi trường, vừa phù hợp với bản sắc văn hóa địa phương. Được chuyên gia tư vấn hướng dẫn chỉnh trang lại cổng và hàng rào, tôi cũng vận động gia đình là sửa lại cổng và nắn lại cái tường rào cho nó thẳng. Là đã làm xong thì nhìn cái cổng cũng rất đẹp và thân thiện với môi trường. Dự định đón khách lưu trú trong năm 2024, gia đình anh Hoàng Hải Hà đã có sự chuẩn bị khá kỹ như cải tạo, chỉnh trang lại nếp nhà sàn, vườn tược, trồng thêm hoa, cây xanh. Đặc biệt, anh Hà cũng đang bắt tay vào làm cổng đẹp rào xanh. Bê tông hóa thì xung quanh cái tường rào thì không phù hợp với cảnh quan và phong tục tập quán của địa phương. Làm lại cái tường rào để phù hợp với cảnh quan môi trường cũng như tạo những hành lang để đảm bảo an toàn giao thông. Với sự vào cuộc quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhất là sự hưởng ứng của nhân dân, phong trào cổng đẹp rào xanh ở Nghĩa Đô đang lan tỏa rộng khắp. Vì một Nghĩa Đô xanh, trong tương lai, bà con đã tự nguyện dỡ bỏ từng rào cũ, làm cổng, hàng rào bằng cây xanh, vật liệu thân thiện với môi trường, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch. Làm lần đầu chúng tôi mới hạn chế ở cái mức 15 độ làm thí điểm để làm đâu nó gọn đó và là những cái mô hình mẫu để cho các hộ sau làm theo. Chúng tôi sẽ tổ chức 3 tháng một lần và với 1.200 hộ đó thì chúng tôi ước trong khoảng 2 năm cơ bản đến 80% sẽ hoàn thiện cái mô hình này. Cái diện mạo Nghĩa Đô nó sẽ thay đổi xứng đáng cái điểm du lịch của tỉnh. Thông qua cuộc thi Cổng đẹp rào xanh đã cho thấy sự quyết tâm của xã Nghĩa Đô trong việc bảo vệ môi trường, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống. Toàn xã Nghĩa Đô hiện có khoảng 1.000 hộ dân đang giữ được nếp nhà sàn truyền thống của người Tày, cùng nhiều bản sắc văn hóa độc đáo, góp phần thiết thực phát triển du lịch cộng đồng bền vững. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại hành trình 10 phút của bản tin Hải Phòng Kết Nối ngày hôm nay. Để cập nhật những thông tin đặc sắc từ các tỉnh thành, hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai. Xin kính chào, tạm biệt.